Ủa, bây giờ bà Năm bà hay đi đêm lắm hả em? Đúng rồi. Mấy nay hả, dì Năm đi ra mận ăn riêng. Mà dạo này dì khác dữ lắm. Khác là khác sao? Thì dì cứ hay đi sớm giờ khuya. Nhiều khi cũng ít ở nhà lắm. Ít ở nhà lắm hả? Ừ, mà em thấy vậy cũng tốt. Tốt cái gì mà tốt? Trời ơi, đi sớm về khuya cái kiểu đó hả? Phụ nữ ai mà đi kiểu đó? Thì giờ anh nghĩ đi, đi sớm giờ khuya như vậy đó, đỡ phải cãi lộn với nhà em, nhất là tí chị Đào đó. Đúng không? Ừ. Qua đây, ngồi đây chơi. Ê dạ. Thấy không, mát quá hả? Mát ghê á. Ừ, em đội nón mà, anh đâu có đội đâu. Ờ, thì ai kêu á, trưa nắng rủ người ta ra đây ngồi chi rồi than. Chứ không lẽ vô nhà em ngồi sao được. Bữa nay mày đặt kiếm màu áo mặc giống người ta. Biết em thích màu hường nên anh đã chọn màu áo giống em. Quỷ à. Đó, em thấy hai con bò đằng sau nó ăn cỏ vui không? Quá trời quá đất nữa. Bên kia xa hơn. Sợ ơi. Thấy không? Xa hơn nè. Trời. Thôi. Thôi cho mượn chiếc ghép anh đi. Trời mất công anh đi lụm nữa. Dạ lấy chiếc ghép anh đi. Hai đứa mình thi coi đứa nào quăng xa hơn. Chơi không? Rồi chơi nè. Anh. Hả? Một, hai, ba. Trời. Em xa hơn. Anh Giang người ta chưa quăng gì hết mà. Trời, quăng. Dạ anh quăng đi. Quăng đi thử coi coi có xa hơn không. Ai? Bà đội cha đang nào quăng dép lên mặt đâu. Hả? Đủ một đôi luôn nè. Ê bạch dép tao á. Ê hả hãy. Trời ơi, tâm sự riêng mà không nói. Thì bên đó tâm sự riêng cũng không chịu nói. Mà ai chơi kỳ vợ chơi quăng dép vậy? Thì quăng đại ai biết đâu. Tự nhiên trưa nắng ra đống củi ngồi. Khùng ghê á. Vậy bên kia làm sao? Y xì. Mà thấy cái mỏ tao mà ganh tị đúng không hãy? Đồ ăn trúng cái mỏ tao nó sưng nó dày lên giống như mày phải không? Cái mỏ mà bây giờ lấy búa đập không biết dày chưa, ở đó lấy dép quăng. Đang lúc quan trọng không à? Cuộc đời tao cần cái khúc này. Mày khúc gì? Mày quá mày rồi. Lặp lại coi.